các bạn ơi, mình cho các bạn coi thời tiết Canada hôm nay nha. Hôm nay là thời tiết xấu nè. Đó. Cái đường trơn lắm các bạn ơi. Tại vì nó vừa tuyết mà vừa mưa nữa, thành ra nó rất là trơn, nguy hiểm luôn nha. Mặc dù không nhiều tuyết, nó chỉ đang đổ thôi mà nó messy lắm. Đó, các bạn thấy không? Hôm nay biết sao mình đi về luôn. Đúng quá. Mình không biết chạy thì sao đây. Thành ra hôm nay ai cũng trong tranh thủ đi về sớm đó các bạn. Đáng lẽ hôm nay mình quốc phòng hôn nè. Mẹ con mình nó đi làm mà nó mình đi theo với nó cho nó vui. Bây giờ đường xá vậy nè. Đó. Ghê không? Nó dơ lắm. Nó trơn lắm kìa. Mà tối nay mà nó lạnh xuống nữa là còn chết dữ nữa các bạn. Tiết nhiều là xấu đâu nha, mà nó trơn nó là nguy hiểm đó. Đây các bạn ơi, mình cho các bạn coi nè, mình sửa đi về rồi. Bây giờ nó đó, nước không đây nè, mà mình quên mang dài bút nha. Hôm nay quên luôn á, không hẳn nhớ luôn. Giờ nó ướt như mất nhịp, mà cũng thôi là nó chưa tông đá các bạn. Trời nó cũng mát, máy nó chín, nó đổ lạnh nha. Cầu xin cho đừng đổ lạnh để mình đi về được. Trời, cái này mà nóng đá chắc chết đó. Nhìn thê thảm các bạn. Đây nè, mình phải bỏ cây này lên gì nè. Trời mà đổ tiết mà bão phải bỏ cây lên. Còn mình mới clean cái xe rồi mình mới về được các bạn. Giờ mình clean xe nè. Đây, trước khi mình clean xe mình phải dặn máy lên trước các bạn. Bỏ cây nó quơ, nãy mình quên tắt nó, con mình nó quên tắt hay sao. Coi sao đây, phải thân ớt nó các bạn. Ôi trời, không biết sao mà thân lắm á. Ghê quá các bạn ơi. Đây các bạn ơi. Mặc dù mình cũng có kinh nghiệm, mình ở đây lâu rồi mà mình cũng sợ các bạn. Mùa này cái mùa mà ai cũng phải sợ hết, tại vì là bão tuyết các bạn, mà nó không phải bình thường nữa, mà nó mưa, mà tuyết ướt, mà mưa nữa, thì nó sẽ rất trơn. Nếu mà nó có gió nữa nó thành đá các bạn, mà nó gọi là black ice. Thành ra các bạn black ice nghĩa là các bạn không thấy nó trơn, nó clear, nó như nó see through giống như ice, các bạn không thấy nó. Các bạn đi có thể các bạn trơn nó thắng không được. Thành ra mình chỉ lo cho thôi, cầu xin cho nó ướt, nó nóng. Chứ không mình về nhà nguy hiểm lắm luôn á. Giờ mà lâu lắm rồi lái xe về nguy hiểm quá. Đáng lẽ mình quốc phòng hôn các bạn, mình cũng biết ngày hôm nay là tệ rồi, nhưng mà tại vì con mình nó đi làm á, mình muốn đi với nó giống như ủng hộ tinh thần nó chút xíu các bạn. Tại vì lần đầu tiên nó lái mùa đông các bạn ơi, nó hồi xưa giờ nó đi học không mà nay là năm đầu tiên nó lái mùa đông, thành ra mình chưa có kinh nghiệm á, thành ra mình cũng phải chậm nó chút xíu. Bạn mình tất cả mọi người đi về hết rồi, ai cũng về hết trơn á. Nãy có cái ông manager đó ổng hỏi mình chứ sao không về đi để ổng đóng cửa. Ông cũng về luôn. Mình nói mình chờ con mình đón. Thành ra mình mới ở tại thôi, chứ không là giờ này là mình ở nhà. Mà mình không muốn cho nó, con mình tập nó thói quen các bạn, đi làm phải discipline. Thành ra mình không muốn cho nó phone nghỉ hoặc là xin work from home. Khi nào mà bạn nó work from home hết thì nó làm như vậy được, còn nếu không thì nó phải theo giống người ta. Mình không có muốn tập con mình mà kiểu mà muốn làm theo thì làm, nó phải discipline các bạn. Khi mà mình đi làm mình phải discipline, mình tập con mình là như vậy. Mặc dù mình rất thương nhưng mà mình cũng phải rất discipline cho nó. Nên người ta làm sao mình phải chịu như vậy, mình cũng vậy luôn. Thành ra mình không bao giờ mà chiều nó hết, bắt nó phải theo người ấy. Khi mà manager nó vô
nó không thể nào mà nó không vô mà người ta vô được các bạn. Thứ nhất là nó là mới nữa, lính mới các bạn. Lính mới thì phải tuân lệnh, bệnh lệnh. Mình cho là lính cũ rồi lúc đó tính sao. Bởi vậy nhiều khi con mình nó cũng sợ mình cái đó đó. Tại vì mình cũng khó với tụi nó lắm. Bắt tụi nó phải theo, không có thể nào mà kiểu mà muốn làm gì làm cũng được các bạn ơi. Mai chắc có phòng mong quá. Thấy kiểu này tôi hiểu là mai không biết sao, tối nay nè, giờ cầu xin cho mưa thôi, cho đừng có bị ướt trơn gì hết. Thì mình nói với các bạn lại xem những video trước á, khi mình những thời tiết như vậy, ai xì gì nào, các bạn dặn số 2 nha, các bạn để số 2, đừng có để đi, thì nó đỡ trơn hơn. Thế thôi mình dặn cho con mình còn thấy, con muốn đồ ăn. Bánh mì của mình các bạn, bánh mì ngọt với chà bông. Ăn miếng cho đỡ ghiền. Tôi muốn chờ đợi. Ngoài trời đây ai cũng trả lẻ cho các bạn ơi. Mình nghĩ chắc là ở ngoài đường người ta đã đổ muối hết rồi, nên nó melting. Thành ra mình thấy mình ngó phía bên kia đường ba chả lẹ lắm. Nó chắc không sao, hy vọng cầu xin Chúa thương hai mẹ con mình đi về bình an. Đây chị em xem, xin chào ông bà cô chú kìa. Xin chào bà cô chú. Các bạn coi nè, hôm nay trời mưa nè, quên thời các bạn ơi, con nó lái xe nè các bạn. Rồi con lái từ từ nha chị em. I can sort of see, but it's very rainy right now, so I have wipers on. Yeah. Các bạn thấy không? Trời ơi, mà không có nổi tệ luôn các bạn. Tại vì nó chưa có đông đá đó, thấy không? Nó chưa có IC, nó còn nóng đó em. Là chỉ mưa thôi, nó đông đá là nguy hiểm lắm luôn á. Nó không chạy được từ thôi. Giờ nó đổ muối. Con trai thường thường mắc hơn của người ta.